mệt ghê vậy đó. Thằng cha chồng em ngộ lắm quý vị ơi, ở bên Mỹ lái xe chạy ào 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 vậy đó, mà về đây quái cậu khỉ thôi, mà lết nửa ngày chưa vô tới là sao không biết nữa. Quý vị đâu có lấy làm lạ, thì tại sao mà em đi như ngựa vậy phải không? Có gì đâu, em gốc ruộng mà, em sống đây nhỏ lớn bộ. Anh ơi, my baby. Ai cần dù. Em biết rồi Thanh Huy ơi, trời ơi, ở bên Mỹ kêu sao cũng được, có về đây đừng có kêu em bới bì em mắc cỡ lắm á. No, 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 baby, hi. I like it, I like it. Ok, cực, 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 cực. Mà người ta già vậy mà kêu bới bì kỳ quá hả? No, 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 I like it, I like it. Ok, cực, 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 cực. Rồi, cực. Oh, baby, anh không có thích về đây. Về đây, it's so hot. Nóng. Hot. Nóng. Hot. I like it, I like it. Kịch, 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 ok, kịch, kịch. Về đây rồi kịch hoài là sao vậy trời? Ở đây nó có con muỗi. Con muỗi, con yeah. Con muỗi. Con muỗi bay về. Con muỗi. Con muỗi. Con muỗi. Muỗi. I like it. Ok, kịch, 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 ok, kịch. Chuông, chuông, kịch, kịch. Con muỗi, nó chít anh. Nó cắn. Con muỗi không có răng làm sao cắn được. Con muỗi có cây kim chút xíu nó chít anh ngứa quá trời. Ngứa đâu? Ngứa ở đây này. Tội nghiệp ghê em. Ở bên này này. Đâu nữa? Ở đây nữa này. Trời ơi, tội nghiệp quá à Honey à. Trời ơi Honey thương em, Honey bỏ qua đi nghe. Em nói Honey nghe, từ ngày em lấy anh tới giờ đó em chưa có dẫn anh về thăm ngoại. Bữa nay mình về mình cho biết ngoại em luôn đó. Ngoại là gì? Ngoại á hả? Là grandma đó. Grandma. Ngoại đó là người sanh ra má em. Má em là người sanh ra em. Em là người sanh ra anh. Oh my god. I'm sorry. Em là người sanh ra con anh. Yeah. Hiểu chưa? Ngoại em á hiền lắm. Má em cũng hiền như ngoại vậy đó. Má em đâu có hiền. Má em cái miệng lúc nào cũng chát. Má em ra ngoài à, má em đâu có hiền. Anh đi nói xấu má em giận quá à. Thôi đừng có giảm sập sân khấu Honey người ta. Honey biết sao, tại Honey ở bên Mỹ đó, Honey không chịu nói tiếng Việt Nam với má. Má giận má la chứ bộ. Nhưng mà ngoại khác nha, ngoại hiền lắm. Có cái hiền. Là ngoại hơi bị lãng tai thôi. Lãng tai là sao? Lãng tai hả, là anh nói lớn ngoại không nghe. Anh nói nhỏ ngoại cũng không nghe. Mà anh không nói gì ngoại cũng không nghe luôn. Cái này không phải là lãng tai mà là lãng nhách. Lãng tai. Lãng tai. Nhưng mà em chỉ có một mình ngoại em bị thôi hả? Em cũng bị đó. Đâu có. Em cũng bị lãng tai đó. Không có. Mấy lần anh xin tiền em không nghe. Anh nói đưa tiền cho em xài, em nghe liền. Em lãng lắm. Má em cũng y chang vậy thôi. Anh ơi, anh đi móc họng em ngoài em giận thiệt. Cái bỏ em dài á. Thương nha con nha. Thương nha em nha. Anh ấy biết sao không? Ngoại già rồi, mình về thường xuyên mình thăm ngoại vậy hả? Ngoại vui, ngoại sống lâu hơn. Còn nếu mà ngoại buồn, ngoại sẽ chết đây. Hả? Làm bậy, phun nó miếng nó lại. Trời ơi anh ấy, nám mặt em hết rồi anh ấy. Tại vì em kêu anh phun nước miếng mà. Em thông cảm nhé. Từ bên Mỹ về đây 20 mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi. Chưa kịp đánh răng. Trời ơi, nám mặt em hết, banh tà lông với mặt em hết rồi. Thôi ngày mai anh sẽ cho em 5,000 đi làm cái mặt bự hơn nhé. Hứa chắc rồi nha. Yeah. Thiệt á. Yeah, bà ngoại đâu rồi? Giờ kêu ngoại nha. Kêu ngoại đi. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Tao muốn xúc sổ hết trơn hết rồi. Già nó lỏng hết trơn rồi, lon con tá hết rồi. Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá. Ngoại Baby. Ơi. Về đã con. Honey, bà ngoại nè. Bà ngoại. Dạ. Oh my god. Baby. Yeah. No baby. Búp bê. Đúng rồi. Búp bê bị hư. Hả?
bước tê xấu quá. Ôi bà ngoại. Ờ về thăm ngoại ai đây? Ngoại ơi, chồng con đó ngoại. Hả? Chồng con. Trời ơi, con trai lớn dữ, về còn phải bồng hả bay? Trời ơi, sao không về để má bay bồng dữ vậy? Tổ cha mày lại. Trời ơi, trời ơi. Trả thù hồi nãy mày giúp tao đó ơi. Trời ơi, don't hit me, don't hit me. Sao lại đánh tôi? Tôi gọi 911. Thằng dễ thương ghê không? Quánh nó vậy à, mà nó nói nó nhột nhột. Bà tổ cha mày. Trời ơi, trời ơi, trời. Trời ơi. Nó trả thù nó nãy nó giục tao hai cước. Mày đánh chồng con dữ vậy ngoại. Mà nó khoái mày coi nó trở lại nữa nó thấy không? Nó khoái. Bà tổ mày đi hả? Tưởng để tao phà mày cái nữa. Anh đi. Có sao không vậy anh đi? Ôi chấn thương sọ đầu rồi. Chấn thương sọ đầu được vậy ngoại? Bà ngoại bạo lực quá vậy. Mẹ Mai ơi. Mẹ Mai. Dạ. Con nè ngoại, trời ngoại đừng kêu con bé hai nữa. Con qua Mỹ con đổi tên rồi. Tên gì? Con tên Elizabeth. À, Elizabeth. Tội nghiệp, hôm qua bởi làm ăn bớt lắm hả con? Có đâu. Bởi làm ăn bớt cho nên bận đồ giá không ha. No. Elizabeth, nữ hoàng Elizabeth, nữ hoàng Elizabeth là vậy này. Ngoại hiểu rồi. Qua bển làm ăn bớt quá tụi bay lết đi ăn mày hả? Mày nằm nghe ai cho? Đây là relax. Hả? Relax. Bị lát ra bãi biển nằm. Ngâm nước muối là mau hết lát lắm nha con. Kỳ này tao dắt mày đi biển Vũng Tàu ngâm nước muối ha. Thằng này lát bởi nó quéo luôn nè. Bỏ tài. Hey, bé hai. Dạ. Vô trong. Bớt bớt. Hả? Anh đi cho bớt. Bớt bét gì con ơi. Mình tên nào đọc tên đó mà đặt cỡ đổi làm chi. Vô bà con hàng xóm thăm con cỡ xảo 60-70 người chồng á. Trời bà con gì đông dữ ngoại. Dòng họ mình có hai người, còn hàng xóm người ta bu ta chi vui. Đồ đâu đủ chia ngoại. Kệ mà ta về thăm mà mừng. Rồi quyết định vậy đi Honey, Honey. Nói nghe. Honey đứng dậy nói nghe nè. Ở đây với bà ngoại nghe chưa? Em đi thăm hàng xóm đó, ráng học tiếng Việt với bà ngoại nghe chưa? Yes. Tiếng Việt. Yes. Tiếng Việt. Yeah, I like it. Ok, kịch 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 quá, tiếng gì nói đi mệt quá. Con đi nha ngoại. Giống hai khỉ già dòm giếng không? Đúng rồi, bà ngoại làm con nghĩ ở đây có hai con thú lạ đấy. Ôi bà ngoại ơi. Hả? Sao sao bà ngoại run vậy? Bây giờ thử cho tao coi mày run không? Ồ, già là phải run. À. Chắc hồi nhỏ bà ngoại phí sức lắm cho nên bây giờ bà ngoại run. Khỏe không con? Ồ, how are you? Hả? How are you? Ê bà, tao già vậy mày xúi đi làm vú. Thằng quỷ sứ à, tao già làm vú em ai mướn. Vậy bà hết sức à. No. Bà ngoại có khỏe không? Oh yeah. Khỏe lắm con ơi. Khỏe thấy vậy chín mấy chứ mạnh lắm. How do you do? How do you do? Thằng này sao nó suối tôi làm bậy hoài trời. Già vậy mày kêu tao đu đi đâu? No. Bà ngoại làm gì? Oh yeah. Tao làm mệt. Mày làm tao mệt quá. Ngoại cũng làm con mệt lắm rồi đó. Ngoại mệt à? Mệt. Vậy sit down, please. Sit down. Đau bệnh gì mày ơi? Tự nhiên già rồi nó quéo vậy. Cái đau bệnh gì đâu, tự nhiên nó quéo à. Không, con trời con mệt ghê. Con nói là mời bà ngoại ngồi. Bà ngoại mệt rồi thì mời bà ngoại ngồi. Chà, đứa nào nói tiếng Việt nghe rõ ràng thông cái lỗ tai tao dữ bay. Nói được, ai không chịu. Bà ngoại ơi. Hả? Con về đây thấy cái gì cũng lạ hết. Ý trời ơi, con gì vậy? Ý trời ơi, con bà. Con trâu. Con bà. Con trâu. Con bà. Trâu. Con trâu. 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 Trâu.
con trâu. Con trâu đang ăn cái gì vậy? Ăn cỏ. Ờ, ăn rau. Cỏ. Ăn rau. Cỏ. Ăn rau. Cái khăn này màu gì? Màu đỏ. Lát cái mỏ mẹ đỏ hơn cái khăn mày tin không? Cỏ cãi hoài ăn cỏ. Con bị rồi đó ngoại. Bị gì? Anh nói ngọng ngọng như vậy máu không vậy đó. Đỏ mà đỏ bầm hơn cái này và nhiều hơn nữa ngoại. Con nghe ngoại hỏi nè. Con đi qua bên Mỹ năm con bao nhiêu tuổi? Năm 30 tuổi. Năm nay con bao nhiêu? 35. Bà nội cha nó mới đi có 5 năm mà tiếng Việt nó quên, tiếng Anh nó không biết. Trời ơi trời. Mới có 5 năm mà. Mà mày ngọng hết trơn vậy rồi mày làm gì mày ăn? Làm nail. Mày tin không? Mấy bà làm nail mới lên đây bà cắt móng mày hết mày tin không? Cắt gần hết rồi đó ngoại. Ừ, tụi bay sao tức cười ghê vậy. Bày đặt bày điệu. Giờ tao thấy có cái tật á, đi ra nước ngoài vài năm về tự nhiên nó ngọng nó nghịu chả ra gì hết trơn á con ơi. Mình người Việt, mình nói tiếng Việt đúng không? Ngọng ngọng nghịu nghịu pha pha trộn trộn vô nó không có gì hay hết trơn á. Nè, mày qua bển đứt khách quê người hay không, rồi nữa đẻ con đẻ cái ra mày ngọng ngọng nghịu nghịu vậy sao mày dạy nó giữ được tiếng quê cha đất tổ đúng không con? Yes. Nói tiếng Việt cho tao, mày đừng có xạo, mày mới đi 5 năm mà ve cái gì? Dạ. Ờ đó, nói mày đặt tao xạo à, mới 5 năm mày đặt à. Nè, con nói tiếng Việt vậy nghe nó nice dễ sợ. Hả? Hả? Bà ngoại không cho nói tiếng Anh mà bây giờ bà ngoại nói tiếng Anh. Tùy lúc tùy nơi con. Oh. Mình gặp người nước ngoài mà nói tiếng Anh ai đó và bắt xấu mình đâu. Oh. Phải không? Mình gặp người Việt với nhau đồng hướng nhau nói tiếng Việt cho nó êm có lỗ tai. Dạ. Dễ vậy mày. Dạ. Dè một cái là cái cây thì tao chọt tôi trong ruột mày tao nổi sâu hay chồng bây giờ phải không? Ôi con thích bà ngoại quá. Ừ. Con yêu bà ngoại quá. Ừ. I love you. I like it. Nãy giờ tao biểu mày nói tiếng Việt mà mày kịch hoài hả mày? Bà nội cha mà tao rượt tao quánh mày biết mày biết được mày. Ê, sao kìa con nghe con? Sao kìa con bé? Nói không có nghe bao giờ nghe. Mày đâu rồi? Mày đâu? Con ngoài sao ngoại à? Ngoại! Ôi, cái gì vậy? Anh làm gì ngoại mệt vậy ngoại hả ngoại? Anh làm cái gì ngoại mệt vậy? Anh đâu có làm gì đâu. Ngoại giận anh phải không? Bà ngoại, sao bà ngoại xin đánh anh. Ngoại được đánh anh. Ồ, con hiểu rồi. Hai bà cháu không có hiểu nhau. Ảnh không biết tiếng Việt phải không? Yeah. Hả? Là gì không biết tiếng Việt? Trời ơi, thử chửi lộn về coi. Nó chắc mày ba câu trước mày thua nó liền á. Sao tự nhiên nói tiếng Việt rành như vậy? À, em biết rồi. Hồi nào vợ con nói lén ảnh biết hết phải ngoại. Sao không biết anh ơi? Sao anh đi gì gạt em vậy? Mình là Việt Kiều về phải nói ngọng nghịu vậy mới ra Việt Kiều. Thôi không phải là Việt Kiều phải nói ngọng. Việt Kiều về là phải cái gì vậy? Hỏi cái gì vậy? Nó. Tôi hỏi được. Mà hỏi là cô gì vậy? À? Nhưng mà em không có yêu vậy, em yêu nói đàng hoàng với em mà. Anh thích nói vậy đó anh em. Nói hay quá ngoại ơi, nói chuyện gì hay quá, con mừng quá ngoại ơi. Nè, dạ. Sao ở đây á, là họ nói tiếng Việt, nói cho bình thường, không có ngọng ngọng nghèo nghèo nghe mày. Đúng rồi. Mày mói thời gian cái lưỡi mày nó thụt vô à. Nghe không? Mày mà bỡ nào á, nó mà ngọng ngọng nghèo nghèo, mày nói ngoại. Vậy mời tao qua tới bển, tao thụt ba bi vô chỗ là nó nín à. Nói nè con. Dạ. Nó nói tiếng Việt rành rọt dễ thương lắm. Dạ. Chẳng những nó nói mà nó còn hát được nữa đó. Hát. Hát hay. Hát mà gì hát em nghe để coi. Hát mà đẻ hả? Hát vào. Đó hát được. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước dài êm êm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thương xanh nắng chiều. Hôm nay anh về thăm lại hàng cao ta năm trái dầu cằn mong từng lâu em sống dài tuổi thơ vàng khi đã mất từ lâu không nhiều không biết mặt trời lên trên hoa sen còn chim xinh xinh
nhạc nó sung. Ngoại ơi, thương ngoại quá à. Hai đứa bay về chưa có vô nhà thắp nhang bàn thờ tổ nha. Dạ. Vô thắp nhang bàn thờ tổ. Mới chặt buồn dừa xuống ngọt nước lắm, trẻ cho tụi bay uống. Dạ, đi ngoại. Sẵn tụi bay tập hát karaoke lại nha. Bài hát dở quá. Dạ, đi ngoại, đi ngoại. Đi nha. Và kính thưa quý vị, Minh Nhí, Địa Phương và Trang Thanh Lan. Ba người này chẳng những tài năng bằng nhau mà kêu bằng cái thước tất cũng bằng nhau luôn. Không ai cao hơn ai hết. Kính thưa quý vị, bỏ lên.